thành phố lớn thứ ba của Israel và cũng là thành phố duy nhất miễn thuế tại quốc gia này. Đây là nơi giao nhau giữa ba quốc gia Israel, Ai Cập và Jordan. Nói đây là nơi đại diện cho sự ràng buộc của ba quốc gia, chính là Biển Đỏ. Thành phố này trở thành nơi shopping mơ của hàng triệu người Israel. Lý do tại vì đây. Ngoài ra nơi này còn có hàng trăm món ăn ngon, không như Việt Nam. Quảng cáo chân thật và thân thiện của người dân nơi đây. Giao thông nơi đây là một trong những điều tuyệt vời của đất nước này. Khi sự ưu tiên, người đi bộ đáng sâu vào tiềm thức của những người Do Thái. Không quan trọng bạn là ai, chỉ cần có nhu cầu qua đường, tất cả xe đều phải dừng lại nhường đường, bất kể bạn có là kẻ thù người Châu Á hay là bạn là tình.